Chào các em, sau đây cô sẽ hướng dẫn các em ôn tập để chuẩn bị cho bài kiểm tra đánh giá cuối học kỳ 2 môn giáo dục địa phương 7. Về hình thức của bài kiểm tra gồm có 2 phần, phần 1 trắc nghiệm 6 điểm, phần 2 tự luận 4 điểm. Các em sẽ kiểm tra tại lớp trong tiết giáo dục địa phương 7 vào ngày 26-27 tháng 4 năm 2023. Thời gian làm bài 45 phút. Giới hạn ôn tập, các em sẽ ôn tập chủ đề 5, chủ đề 6 và chủ đề 7. Phần trắc nghiệm bao gồm có 29 câu. Cô đã in đề cương và phát cho các em. Các em sẽ đọc trong tài liệu và trả lời các câu hỏi này. Để trả lời được câu 27 và câu 28 thì các em sẽ đọc bảng số liệu phía trên. Đây là bảng biến động diện tích và độ che phủ rừng ở thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2014 đến 2020. Bảng số liệu này sẽ gồm có 3 hàng. Hàng thứ nhất thể hiện cho năm, đây có 4 năm. Hàng thứ hai thể hiện cho diện tích rừng, đơn vị là hecta. Và hàng thứ ba thể hiện cho độ che phủ rừng, đơn vị là phần trăm. Ví dụ ở câu 27, dựa vào bảng số liệu trên em hãy cho biết giai đoạn 2014 đến 2020 diện tích rừng của thành phố Hồ Chí Minh có sự biến động như thế nào? Thì chúng ta sẽ dựa vào diện tích rừng ở trên bảng số liệu. Năm 2014 diện tích rừng là 34,4 hecta. Năm 2020 là 33,3. Như vậy trong giai đoạn này thì diện tích rừng giảm 1,1 hecta. Chúng ta lấy 34,4 trừ đi 33,3. Đáp án đúng ở đây là đáp án A, giảm 1,1 hecta. Ở câu 28, chúng ta cũng dựa vào bảng số liệu phía trên và cho biết độ che phủ rừng của thành phố Hồ Chí Minh có sự biến động như thế nào. Chúng ta sẽ dựa vào số liệu của độ che phủ rừng, đơn vị là phần trăm. Năm 2014, độ che phủ rừng là 16,4%. Năm 2020 là 15,9%. Như vậy, trong giai đoạn này, độ che phủ rừng của thành phố Hồ Chí Minh giảm 0,5%. Đáp án đúng ở đây là đáp án C. Các em sẽ điền vào dấu 3 chấm ở cột A cộng B sao cho phù hợp nhất. Ở cột A là các địa điểm du lịch ở thành phố Hồ Chí Minh và cột B là 4 nhóm tài nguyên ở thành phố Hồ Chí Minh. Các em sẽ sắp xếp các địa điểm du lịch vào các nhóm tài nguyên sao cho phù hợp nhất. Ví dụ Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ sẽ thuộc nhóm tài nguyên văn hóa vật thể, như vậy 1 sẽ nối với B. Số 2 là công viên văn hóa Đầm Sen, sẽ thuộc nhóm tài nguyên là công trình nhân tạo. Số 2 sẽ nối với D. Lễ hội Chùa Bà Thiên Hậu sẽ thuộc nhóm tài nguyên văn hóa phi vật thể. Và đảo Thạnh An sẽ thuộc nhóm tài nguyên tự nhiên.
phần tự luận các em sẽ trả lời một số câu sau. Câu 1. Nêu những tác động của biến đổi khí hậu tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu 2. Nêu các biện pháp để giải quyết nguy cơ thiếu nước sinh hoạt tại thành phố Hồ Chí Minh. Câu 3. Kể tên các loại hình giao thông vận tải tại thành phố Hồ Chí Minh. Chúc các